Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ trình bày về một bài tập, đó chính là cho bít 16F857 kết nối với hai led 7 đoạn sử dụng 3 nút nhấn up down start. Nhấn nút up thì sẽ tăng một đơn vị, nhấn nút down giảm một đơn vị. Có phạm vi hiển thị là từ 0 tới 12. Nhấn start thì hai led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu sẽ sáng tắt số đó bấy nhiêu lần, với thời gian sáng tắt là 0,5 giây. Đầu tiên thì ta sẽ có lưu đồ là đó chính là bắt đầu. Khi bắt đầu sẽ là báo thư viện biến và cấu hình các chân. Sau đó ta sẽ gán cho biến đếm bằng 0. Bước này xong sẽ đến bước giải mã và hiển thị led 7 đoạn. Khi chúng ta nhấn nút up thì biến đếm này sẽ cộng một đơn vị. Chúng ta cứ nhấn thì biến đếm này sẽ cứ cộng dần lên cho tới khi mà biến đếm này lớn hơn 12. Khi biến đếm lớn hơn 12 á, chúng ta sẽ quay trở lại từ đầu và biến đếm lại bằng 0. Sau đó sẽ tiếp đến giải mã hiển thị. Còn nếu mà biến đếm này chưa vượt quá 12 thì sẽ hiển thị ra cái biến đếm đó ra ngoài, hiển thị ra ngoài led 7 đoạn. Còn khi nút up không được nhấn mà nút down được nhấn thì biến đếm sẽ giảm một đơn vị. Khi biến đếm bé hơn khi biến đếm khi chúng ta nhấn nút down tới khi biến đếm bé hơn 0 thì biến đếm sẽ quay trở lại và ta sẽ gán biến đếm lại là bằng 12. Tại vì đề bài cho là phạm vi hiển thị là chỉ từ 0 tới 12 nên khi bé hơn 0 thì biến đếm sẽ gán bằng 12. Sau đó sẽ quay lại giải mã ra led 7 đoạn. Còn biến đếm chưa bé hơn 0 thì chúng ta thì sẽ hiển thị ra led 7 đoạn số đó. Còn khi nút start được đếm à, khi nút start được nhấn, chúng ta sẽ gán một biến n bằng 0. Khi mà biến n bé hơn cái biến biến n này biến hay biến đếm thì ta sẽ thực hiện tiếp bước là tắt hai con led, vì đề bài cho là sẽ sáng tắt số đó bấy nhiêu lần và thời gian sáng tắt là 0,5 giây, cho nên là chúng ta sẽ tắt hai led đó và cho delay 0,5 giây. Sau đó là hiển thị lại hai led về đoạn và cho delay tiếp 0,5 giây, và cái biến n đó sẽ được cộng lên một đơn vị. Bước này sẽ lặp lại cho tới khi nào mà biến n này bằng biến biến cho tới khi mà biến n này không còn bé hơn biến đếm nữa thì sẽ quay lại bước giải mã và hiển thị ra led 7 đoạn. Vì giới hạn chỉ được là phạm vi hiển thị chỉ được từ số 0 tới số 12, cho nên khi quá 12 thì sẽ trở về 0, còn khi bé hơn 0 thì sẽ là 12, sẽ quay trở lại 12.
Và đó là phần lưu đồ. Tiếp đến thì sẽ tới phần viết code. Ta sẽ viết code trên chương trình Bixi này. Khi ở viết code thì đầu tiên ta sẽ khai báo con bit mà mình đang xài có sử dụng 20 MHz. Tiếp đến là khai báo các chân, đó chính là nút up thì sẽ dùng chân B4. Ở đây nút up mình sẽ dùng chân B4, nút down mình sẽ dùng chân B5 và nút start mình sẽ dùng chân B6. Tiếp rồi ta sẽ khai báo biến đếm và đờ, và chúng ta phải khai báo theo, chúng ta sẽ giải mã 7 đoạn này ra đây, ra con led 7 đoạn để nó có thể hiểu được là số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Để led 7 đoạn có thể hiểu, để xuất ra được led 7 đoạn có thể hiểu được khai báo biến đếm và biến n. Còn chương trình con này chúng ta viết để khi sử dụng nhiều lần, khi sử dụng thì đỡ mất công hơn, đó chính là chương trình con có tên là giải mã 7 đoạn. Ở đây ta sẽ dùng chân A bút C và A bút D. Chân C là sẽ hiển thị hàng chục, còn chân D là sẽ hiển thị hàng đơn vị. Vô chương trình chính thì ta sẽ xác chít C là không, xác chít C, xác chít D và xác chít B. Ở xác chít B thì ta sử dụng hai chân 4, 5, 6, cho nên khi đổi sang mã hết thì sẽ được là 70, cho nên xác chít B sẽ là 0x70. Rồi bắt đầu từ đầu là sẽ có biến đếm bằng không. Rồi bước giải mã là sẽ giải mã 7 đoạn đếm, là ta gọi chương trình con để hiển thị ra cái biến đếm đó. Khi nút up được nhấn, chúng ta sẽ có chương trình chống dội là delay. Xong rồi nút up được nhấn là nút up được nhấn, và trong lúc nút up được nhấn, đây chính là chương trình chống dội cho phím nhấn. Khi nút up được nhấn thì biến đếm sẽ cộng một đơn vị. Khi mà nó kiểm tra xem nếu mà biến đếm mà lớn hơn 12 thì chúng ta sẽ quay trở lại từ đầu, là biến đếm sẽ bằng không và giải mã ra. Khi biến đếm khi nút down được nhấn thì khi nút down được nhấn thì cũng là chương trình chống chọi đó, và khi nút down được nhấn á, thì biến đếm sẽ giảm một đơn vị. Nó sẽ kiểm tra nếu biến đếm bé hơn không thì ta sẽ gắn biến đếm bằng 12. Sau đó ta sẽ tới phần giải mã, quay lại giải mã. Khi nút start được nhấn thì ta sẽ cho nó chạy trong một vòng lặp cho của biến n. Vòng lặp này để hiển thị, để nhấp nháy bấy nhiêu lần theo cái biến đếm mà mình chọn. Thì trong vòng lặp for thì sẽ cho n bằng 0, n bé hơn biến đếm, n sẽ tăng đơn vị lên. Khi n bằng 0 thì n sẽ tăng đơn vị. Trong vòng lặp for này thì a bút C và a bút D ta sẽ cho nó bằng, ta sẽ tắt, thì ta sẽ để là 0xFF, có nghĩa là tắt hai chân này đi.
sau đó ta sẽ delay 500 ms giây, có nghĩa là 0,5 giây. Sau đó ta lại hiển thị nữa, hiển thị lại bằng gọi chương trình con biến đếm để hiển thị lại. Sau rồi tiếp tục delay 500 ms giây nữa, thì vòng lặp này cứ thực hiện cho đến khi nào mà biến đếm không bé hơn biến n này, không bé hơn biến đếm. Khi thoát ra khỏi vòng lặp for này, nó sẽ trở về giải mã, nó về phần go to giải mã này. Vậy là xong phần viết code, chúng ta sẽ đến phần mô phỏng. Ở đây mình sẽ mô phỏng chương 4, mình sẽ nói vô chương up, nút up, chương 5 sẽ nút down và chương 6 sẽ là nút start. Box C này sẽ là hiện hàng chục, còn D sẽ hàng hiện hàng đơn vị. Ta sẽ tiến hành nào. Code. Thì sẽ hiển thị 0,0. Ấn nút up hiển thị 1, up 2, 3, 4. Ta sẽ ấn nút up. Sẽ quay trở lại không như phạm vi hiển thị của nó, như đề bài đã cho. Còn nút down, ở nút down thì sẽ quay từ 0 xuống 12, sẽ xuống 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 dần, up lại lên. Còn khi ta ấn nút start thì nó vì ở đây hiển thị là số 3 cho nên nhấn nút Start nó sẽ hiển thị 3 lần. Tại vì khi nhấn Start thì hai led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu sẽ sáng, tắt số đó bấy nhiêu lần. Nhấn nút Start 1 lần, 2 lần, 3 lần. Bài của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.